Mẹ em phải đi lập nghiệp ở xa đó. Lúc em có 4 tuổi hay sao à? Mình ở xa mẹ thì cái tình cảm của mình nó đâu có gắn bó với mẹ nhiều. Để nói nhớ hẳn thì cũng không hẳn, mà nói không nhớ cũng không phải. Ừ, nên là khi mà ai hỏi cái câu đó em không có trả lời, không muốn trả lời cái điều đó. Cái lúc mà mẹ em bị bệnh nặng đó thì em là cái người ngồi chứng kiến mẹ giống như mất từ từ đó. Mình phải đối diện cho cái điều đó, nó làm cho mình nhớ hoài là vậy. Ca sĩ Mai Thiên Dân để có những cái thành công như ngày hôm nay và có một cái cuộc sống ổn định như thế này thì Nga biết là bất cứ một người ca sĩ nào hay là một người nghệ sĩ nào khi đặt chân qua nơi đất khách quê người cũng đều gặp những cái khó khăn trở ngại lúc ban đầu. Thì Mai Thiên Dân có thể kể lại những cái kỷ niệm những ngày đầu tiên mình đặt chân qua Mỹ thì cái cảm giác Mai Thiên Dân như thế nào và bao nhiêu lâu thì Mai Thiên Dân mới có được một cái vị trí trong lòng khán giả tại đây? Nói chung là em cảm thấy em may mắn. Dạ, khi mà em cái hành trang mà bước qua Mỹ là em không có gì hết trơn á. Giống như con số 0 hả? Dạ, dường như trong túi có mấy trăm đô à. Cái gì? Dạ. Really? Dạ. Thiệt á? Dạ, nên là em đi với một cái tâm trạng không có mong cầu gì hơn. Tự nhiên tại vì mình nghe nói đi qua Mỹ cái là mình lúc đó mình chưa biết nước Mỹ ra sao. Mình nghe nói nước Mỹ cái mình wow, đã quá vậy. Mà lần đầu tiên đi nước ngoài luôn mà được đi Mỹ luôn hả? Dạ. Mới vừa nghe mở màn đề ba câu chuyện thôi là chị thấy là Mai Thiên Dân là một cái người khá khá may mắn đó. Tại vì thường mà nước Mỹ khi mình xin nó 3 4 lần mà không được là cái cơ hội để mà được vào Mỹ nó rất là khó. Mà em lại may mắn cuối cùng là vào Mỹ và lại tỏa sáng như vậy là thật sự là cái câu đó người ta gọi là Chúa thương đó đúng không? Khi mà em xuất hiện với khán giả từ năm 2007, khán giả thật sự lúc đó khán giả thấy một cái cô bé giống như là thật sự rất ít có ai mà giống như nhà quê mới lên vậy đó. Tự nhiên cái khán giả em rất sợ, em không biết khán giả có chấp nhận mình hay không. Nhưng mà khi mà xuất hiện với một cái hình ảnh một cái người và thật sự nhà Rất nhà là quê, rụt dạ sợ nhát á chị, nhà quê thật sự luôn á, rè thì khán giả họ thấy vậy cái giống như họ giang cái tay cái họ 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 đón chào mà họ họ thương mình. Thì lúc đó là mình không có YouTube như bây giờ nên người ta ít chưa có biết mình liền. Khoảng sau 1 năm á thì khán giả mới biết, tại vì mình thu xong rồi đợi DVD ra hoặc là mấy tháng nữa rồi đợi người ta coi nữa người ta mới biết. Đúng Nhưng mà mới có một bài thôi thì chưa có rồi. Là chỉ là chưa nhanh đó. dạ thì nhưng mà hơn là sau đó là khoảng 9 tháng là bắt đầu em có người ta biết, người ta kêu show mình bắt đầu. Dạ, rồi từ 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 sau đó là tới bây giờ. Mai Thiên Dân là chuyên về hát dòng nhạc thánh ca Mai Thiên Dân ha. Dạ, với sau đó em có thi tiếng hát truyền hình thì em đạt giải tư tiếng hát truyền hình. Xong rồi sau đó em đi hát, đi thi các cuộc thi, nhiều cuộc thi lắm. Cái năm mà thi tiếng hát truyền hình là năm À, nào? 2002 á chị. Ồ, là Dạ, 2002. em đạt giải xong rồi giải giải nhất cuộc thi tiếng hát phát thanh ở đài đài phát thanh. Cái thời điểm mà Mai Thiên Dân đậu cái chương trình mà tiếng hát truyền hình đó là Mai Thiên Dân đậu được cái bài nào vậy? Bài nào mà được mọi người yêu thích? Có một cái bài bài dân ca đó là bài Đau Xót Lý Chim Nguyên. Ngày xưa khi ta lớn lên đã nghe câu hát Lý Chim Nguyên. Chị Ngân có nghe bài đó chưa? Có nghe bài Yeah, đó. đó bài đó đó. Rồi xong rồi thật sự giám khảo lúc đó rất là thích. Kể cả chị sau này chị Minh Tuyết á kể lại cho em nghe là lúc mà em thi á là chị Cẩm Ly nè. Rồi ba của chị Minh Tuyết cái Cẩm Ly cũng 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 theo dõi và chấm cho em nữa. Rồi Ôi chị Cẩm vậy Ly bữa đó là ở nhà nó tại phải coi cái cô bé này hát. hả? Ôi vậy Rồi hả? xong sau này em gặp lại rất nhiều các anh chị em nghệ sĩ là ai cũng coi, lúc đó là cũng biết em hết trơn á. Nổi tiếng á, mình đậu cái giải đó thì mình có được đắc xô và mình được nhiều người biết đến không? Chưa chị Nga ơi, lúc đó em đậu giải mà lúc đó đậu giải nhưng mà Giống như mình không có một không có cái không sự có đầu sự đầu tư, không tư có và không có ekip đúng không? ai phía sau mình hết trơn á, đậu thì đậu vậy thôi chứ mình không có người đỡ đầu phía sau cũng như không à. Mà đã vậy mà tóc em hồi xưa em đâu biết làm vậy đâu, lúc nào đi hát cũng xước lên đầu vậy nè. À, Rồi xong rồi người thì mập đâu có ủa ốm thời vậy. điểm đó mập hả? Dạ lúc em mập lắm, mập rất là mập Ồ, luôn á. và sao sau này qua Mỹ làm gọn người hay ha? Trước khi qua Mỹ em gọn là lúc đó là đi ra ra trường, đi học xong 4 năm sư phạm rồi ra trường xong rồi vừa đi dạy nè.
có học sư phạm đó. Dạ. Sư phạm và ngành hát là sư phạm. Dạ, sư phạm tức là ra trường là mình sẽ dạy các em từ lớp 9 cho tới từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 9 về tiết âm nhạc. Rồi em hát cho các công ty này, công ty kia, ai thuê mình cái gì mình hát. Rồi đặc biệt là thu âm. Sau đó người ta biết rồi cái người ta không cảm có về mảng thu âm. Mảng thu âm nhiều hơn là xuất hiện ở ngoài. Sẵn kể cho chị Nga nghe luôn là em hát cái trong, có thể ít khán giả biết là em hát trong phim Hương Phù Sa. Ồ, vậy hả? Cái bài nào vậy? Em hát nổi tiếng phim, em hát nhạc phim Hương Phù Sa là bài Sóng Tình á. Ờ, cái bài Sóng Tình á. Sóng Tình, nhưng mà nói thiệt sự là không à, lúc đó là Tăng Thanh Hà với Kim Hiền là ai cũng biết tới á. Nhưng mà cái người hát phía sau như em thì ít ai biết tới. Nga cũng nhớ hồi đó là Mai Thiên Dân, người ta cái nói là một cô gái hả, nổi tiếng trên những cái băng từ cái set đồ đó, cất cái giọng ca lên là ta biết cái nhân vật này, nhưng mà người ta lại không có bị thấy mặt được nhiều nên ta không biết cái người này là ai. Chị coi mấy cái số đầu á, thực sự là Mai Thiên Dân được thương liền, nhưng mà cái hình ảnh lên vẫn còn nhút nhát lắm, chưa có tự tin trong cách biểu diễn luôn. Nga thấy là Quang Lê đỡ cho Mai Thiên Dân rất là nhiều, nhưng mà càng sau này thì bắt đầu là Mai Thiên Dân biết cách diễn á, diễn xuất rồi điệu đà, rồi cũng biết lấy cái góc của mình cho đẹp. Chị biết không, cái sự tự tin nó quan trọng lắm, tại vì lúc đầu mình không biết khán giả có chấp nhận mình hay không, mình còn sợ lắm. Nên là sau đó với lại tóc lúc đó làm cũng chưa có được nghiên cứu kỹ á, chưa hiểu mình sẽ làm tóc gì cho hợp. Đúng không? Sau đó thì Quang Lê mới nói em là anh nghĩ là em nên khơi tóc cho nó quăng thử coi. Em không dám. Xong cái nói thử đi chứ cái gì không có dám. Cái xong cái em nhờ mấy anh chị trong đó làm thử, khe thử quăng á. Nên là khi mà em với Lê hát cái bài liên khúc vòng nhẫn cưới đó, là cái tóc quăng á lại thấy hợp. Xong rồi lúc đó là làm tóc khơ hay để quăng vậy, rồi để cái mái này kia. Chứ hồi xưa là mái ngố. Đúng rồi. Mai Thiên Dân mà khi lúc mà qua Mỹ á, Mai Thiên Dân có cái kỷ niệm nào mà để cho mình nhớ suốt đời không? Hay là có một cái câu chuyện gì mà vui buồn gì cũng được mà có thể chia sẻ trong cái câu chuyện của ngày hôm nay? Thật sự là em cảm thấy em may mắn, nên là rất là may mắn thì em đã chia sẻ chị Nga là được qua là khán giả đón nhận mình liền đó. Với cuộc sống của em sống đơn giản nên em không có mưu cầu cái gì cao hơn. Nên là được cái là mình chấp nhận mà mình cảm thấy mình vừa đủ. Nên là em không có một cái gì sóng gió. Sống nhẹ nhàng. Dạ. Rồi thích cái sự bình an vậy thôi. Đi đâu khán giả cũng thương. Nên là cái đó là cái hạnh phúc rồi. Thường thường mọi người khi bước qua Mỹ lần đầu tiên á, thì họ phải thay đổi cái công việc của mình, làm nhiều nghề đôi khi mình không có đúng cái sở thích. Rồi để từ từ họ mới làm quen, rồi họ mới đi theo cái sở thích của mình. Nhưng mà em thì vừa bước qua là được, vừa cái nghề nghiệp của mình đã đúng với cái sở thích của mình, đã đúng cái đúng là đúng giày đúng dép đó quý vị, là mang đúng số luôn đó. Qua một cái là giống như là được một cái con đường thăng hoa về sự nghiệp rất là nhẹ nhàng và rất là nhanh chóng luôn. Thúy Nga rất là cảm ơn Mai Thiên Dân là buổi nay là vừa đề ba vô là mình có những cái câu chuyện rất là thú vị mà cũng rất là chân thành mà cũng rất là gần gũi. Nhưng mà nói gì nói gần gì chứ giờ cái bụng nó rần rần, nó đói quá. Mình kiếm gì đi ăn đi mà đi. Nha. Thôi thì bây giờ em mời chị Nga xuống phía sau nhà em để ngắm phía sau vườn nhà em, cái hồ bơi nhà em, rồi mình cùng uống trà, ăn bánh ngọt nha. Wow. Yeah. Cái đó là tôi thích. Xin nha. Mời. Yeah. Hai đứa cùng ly. Mà là chỉ là uống trà chứ không phải uống rượu nha quý vị. Nhẩm xà ngon quá. Hôm nay thì nói chuyện với Mai Thiên Dân rất là vui. Và đang ngồi một cái khung cảnh rất là hữu tình, nên thơ. Và sẵn đây thì em ăn miếng bánh kem đi chị Dân ơi. Chị Mai Thiên Dân ơi, em ăn bánh chị? Kem quá. Đói bụng rồi phải không chị Nga? Đói bụng rồi. Em mời nha, mời chị Nga, mời quý khán giả nè. Thường là đến người ta cho ăn mặn không, cái này cho ăn bánh kem không, mà thôi cũng ráng. 1, 2, 3, mời. Đây, lúc ăn mới nhớ nha. Sao chị? Sao chị hỏi nè. Bao nhiêu lâu rồi em không ăn cơm với lại gia đình của mình? Để coi không. Thường đó mỗi một năm hoặc cách 2 năm em đi về thăm anh chị ở Việt Nam lần. Nhưng mà từ hồi Covid là năm 2010, Covid là để coi cuối năm 2017 là em có về thăm, nhưng mà đó tức là từ 2017 tới giờ là 5 năm ha.
Là chưa về Việt Nam lại luôn á. Dạ. Rồi thêm có con nữa, rồi Covid nữa đúng không? Có gì là cũng khá lâu rồi. Thì Mai Thiên Dân có thể chia sẻ là cái kỷ niệm tuổi thơ của em á, em có những cái gì mà đặc biệt không? Đó là lúc mà mẹ em phải đi lập nghiệp ở xa đó. Lúc em có mấy tuổi à? Như là cỡ 4 tuổi hay sao à? Ủa tại sao mẹ em đi lập nghiệp ở xa là sao chị không hiểu? Tức là lúc đó là cha với mẹ sống ở Bến Tre. Nhưng mà có một cái thời gian mà có một số người họ đi lên Đồng Nai họ khai hoang á chị, đất đai rồi đó. Họ đi vô vùng kinh tế mới. Thì lúc đó thì mẹ có kêu cha đi nhưng mà cha không chịu đi. Cha không đi tại vì cha là con út trong nhà phải ở lại với ông bà nội lo dỗ quải này kia nên là cuối cùng mẹ phải đi một mình. Vậy em còn nhớ hoài cái cảnh mà cái ông xe ôm mà ông tới ông chở mẹ ra bến xe đó. Thì cái đó là cái ấn tượng mà nhớ hoài. Lúc đó mình khóc, mình nằm dạ. Thì mình nhớ là mỗi lần mà nhìn thấy ông xe ôm đó là mình không thích nhìn thấy ông. Mình ám ảnh luôn. Đúng rồi. Tức là cái ông đó là chở mẹ đi đó. Nên là khi mà mẹ đi thì có thể một vài ngày đầu thì mình khóc với con nít vậy thôi. Nhưng mà nó sẽ quên rất nhanh. Sau đó thì em cũng như các bạn trẻ khác đi học thì thôi. Nhưng mà lâu lâu cũng có hay có người này kia hỏi lắm. Hỏi là có nhớ mẹ không, rồi cái này kia. Thực sự là em không thích hỏi cái câu đó. Không thích ai hỏi cái câu đó. Tại vì mình rất là khó trả lời. Mình ở xa mẹ thì cái tình cảm của mình nó đâu có gắn bó với mẹ nhiều. Để nói nhớ hẳn thì cũng không hẳn. Mà nói không nhớ cũng không phải. Nên là khi mà ai hỏi cái câu đó em không có trả lời. Không muốn trả lời cái điều đó. Nhưng mà mẹ đi như vậy bao năm thì mẹ trở về hay là như thế nào? Chị Nga biết hồi xưa phương tiện xe cổ mình đâu có tiện đâu. Chị nhớ không? Ngày xa xưa lúc em có mấy tuổi thì lúc đó xe đi là rất là khó khăn. Mà đường xá nó đâu có được. Đúng rồi, nó không có điều kiện thoải mái như bây giờ. Đường xá có khi đi còn mà cả hơn cả ngày chiếc xe đò nó từ đây mới lên tới trên đó. Đường đá hay là đường này kia chưa có làm good thì những cái chặng đường đó rất là khó. Nhưng mà em phải đi học ở dưới này. Nên là mẹ thì ở trên đó đi tới đi lui thì hơi khó khăn. Thì lúc mà nghỉ hè đó, nghỉ hè thì một năm được 2 tháng ở gần mẹ. 2 tháng mấy là ba mẹ vẫn cứ là ba ở Bến Tre rồi mẹ vẫn ở cái vùng đó. Dạ, có khi thì cha nghỉ hè thì cha đưa tụi em lên. Rồi xong rồi cha có công việc cha phải trở lại rồi em ở trên đó nhiều hơn. Rồi có thể cha ở lại nửa tháng, 1 tháng gì đó. Nhà là gia đình của Mai Thiên Dân là có mấy anh em ta? Em còn hai anh hai chị. Hai anh hai chị nữa, em là Út. Mà lúc đó mẹ đi là đi một mình thôi. Dạ, để cho mấy chị em ở lại lo. Với lại lúc đó em nhỏ rồi có một số chị thì có gia đình riêng, có chồng. Dạ. Rồi còn một chị thì đi học. Dạ. Chị cũng đang nghĩ là thời điểm đó quá khó khăn. Dạ thì em ở lại thì ở lại với cha rồi các anh chị của cha, các cô ở gần nhà đó đùm bọc giống như ai lo được phụ gì lo. Rồi mấy chị em thì cũng người chị lớn thì lo cho em nhỏ vậy đó. Có khi nào thời điểm đó mình buồn quá cái mình hay hát nghêu ngao cái thành một cái năng khiếu của mình hay là như thế nào ta? Không thì cái năng khiếu là do cái ông giống như trời cho mình. Nên là đứa nào mà có năng khiếu là tự động nó sẽ hát thôi à. Mà trong dòng họ cha mẹ em có ai hát hay không? Có, ai làm ca sĩ? Có cô của em là người em út của cha đó. Hát rất là hay. Rồi trong nhà em hầu như các anh chị em của em đều hát được. Có một cái chị hát rất là hay. Nhưng mà mỗi người theo một cái nghề khác nhau. Giống như em có điều kiện sau này đi lên Sài Gòn học thì mình có thể tiếp nối được cái nghề. Là em đi theo con đường ca hát là năm bắt đầu từ bao nhiêu tuổi ta? Hồi đứa nhỏ là năm 13 tuổi là em đã đạt giải cao ở dưới huyện rồi. Mà trước đó là mình đã hát trước đó nữa rồi. Là xong rồi từ từ mới thi những cái giải thưởng của huyện thì em mới đạt giải. Thi chung với người lớn mà em bé 13 tuổi là đạt giải. Wow. Dạ nên là cái tuổi thơ của em thì ở dưới quê thì ít sóng gió, nói chung là bình an mà thật sự không giàu có, không có dư giả như người ta nhưng mà nó bình an và nó dễ thương và nó có những cái đó gắn với âm nhạc và cái gì đó. Và cuối cùng nó làm cho mình có một con người rất là chân chất miền Tây, rất là giản dị, phải không? Thì quay trở lại câu hỏi thì Nga muốn hỏi Mai Thiên Dân một cái câu là có thể là Mai Thiên Dân sống xa mẹ từ bé. Rồi cái một năm là Mai Thiên Dân chỉ được gặp mẹ có một lần mà trong 2 tháng đó
thì những cái khoảnh khắc mà Mai Thiên Dân gần mẹ thì cái cảm giác của Mai Thiên Dân sao? Nó gần gũi hay là nó có cái gì đó, nó có cái, nó không có cái gọi là nó hơi có khoảng cách đó. Thực sự con cái mà nó ở xa mình hoài giống như là nó gần mình, nó không có tình cảm nữa. Thì cái cảm xúc của Mai Thiên Dân mỗi lần gặp mẹ như vậy thì Mai Thiên Dân như thế nào? À, thì đúng như chị Nga nói đó, cái dĩ nhiên nó sẽ có một cái khoảng cách, nó sẽ không giống như những người con với ở gần mẹ mỗi ngày. Ừ. Nó sẽ rất là khác. Ừ. À, thì mình biết mẹ thôi, rồi biết mẹ cũng thương mình, nhưng mà cái sự âu yếm nó không có nhiều. Em chia sẻ với một cái người đã từng trải qua những cái điều đó để cho những người mẹ hiểu được. À, là khi mà mình xa con thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Ảnh hưởng tới người con nhiều. Dạ, dạ nhiều lắm. À, tức là khi mà em còn nhỏ thì em không để ý nhiều, nhưng mà khi mà em lớn lên, khi mà cái tới tuổi trưởng thành đó chị, là mình thấy mình thiếu nhiều lắm. Mình thiếu nhiều kỹ năng rất là nhiều luôn á. Rất là thiếu, và thiếu cái sự âu yếm luôn. Mình trở thành một cái đứa trẻ nó hơi, nó sẽ không có ấm áp như những đứa trẻ khác nếu mà có gần mẹ, hơi khô khan, và mình không có được dạy những cái kỹ năng của một cái người giống như mẹ dạy cho mình, phụ nữ. Tại vì mình ở gần cha mà, gần cha nhiều thì cha thì đâu có chi tiết giống như những như mẹ, phải không chị? Chỉ có nuôi con vậy thôi, chứ còn mẹ mới là cái người có những kỹ năng giống như nấu ăn hay là những cái gì đó dạy đủ điều mình nhiều hơn. Ngoài cái chuyện mà mẹ đi xa rồi nó làm cho em tổn thương tinh thần như vậy, thì còn những cái câu chuyện này nó có thể làm nó ám ảnh mình, nó ghi khắc suốt trong cuộc đời mình không? Ờ, có, tức là cái lúc mà mẹ em bị bệnh nặng đó, bị gan, mà bị xơ gan cổ trướng đó chị. Tức là cái nó bụng bự lên vậy nè. Ờ, lúc đó là bà cũng đang ở vùng xa luôn đó hả? À, thì mẹ đi lên đi xuống có thời gian, lúc bệnh thì có về dưới lại Bến Tre. Rồi sau đó mẹ lại trở lên Đồng Nai, trở lại những cái năm cuối thì mẹ trở lên lại. Có một thời gian em cũng đi miền Tây để bốc thuốc với mẹ. Ta bài ở đâu mình đi đó, nó chỉ nhớ miền Tây họ có những cái lò thuốc nam rồi. Đúng rồi, đó. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi em với dẫn mẹ đi xuống dưới đó. Rồi trong một cái khu đó toàn là những người bị bệnh gan không à. Mà bây giờ em còn nhớ lại những cái khung cảnh đó. Đúng, cái đó là hình ảnh đó, mình ám ảnh lắm á. Rất là ám ảnh. Cái lúc mà mẹ phát bệnh đó, thì lúc đó nó chưa có đến nỗi nặng. Nhưng mà lúc đó đâu có đứa nào làm ra tiền đâu. Em thì còn đi học, sao mà làm ra tiền được. Mà hên là học về sư phạm nên là cũng không có tốn tiền gì nhiều. Và sau đó là em đi hát lặt vặt để em có thể tự trang trải thôi. Thì cái lúc đó là mẹ cần tiền để uống thuốc, nhưng mà lúc đó đâu có ai có tiền đâu mà để mua thuốc uống nhiều. Tức là mình phải trị theo cái mỗi tháng hay là cái gì mình phải đủ thuốc, chứ mình không được ngừng. Cái hình ảnh mà làm em bị nhớ hoài là lúc mà mẹ sắp mất á, thì khi mà nó làm cho cơ thể nó yếu dần, với lại khi mà nó bị như vậy thì nó đè hết những cái bên nội tạng của mình như khác, thì rất là khó chịu, mà không có nằm một cái tư thế nào mà không đau hết. Thì cuối cùng phải chọn cái phương pháp đó là nằm võng. Nằm trên cái võng thì mình thấy những cái hình ảnh mà nó hằng phía sau á, thấy rất là tội nghiệp luôn á. Mình thực sự đôi khi mình không có muốn nhìn thấy những cái điều đó, nhưng mà mình phải đối diện. Chắc cả nhà cũng vất vả mà. Đối diện phải đối diện thôi. Thì em là cái người ngồi chứng kiến mẹ giống như mất từ từ đó, mình phải đối diện cho cái điều đó, nó làm cho mình nhớ hoài là vậy. Trong những cái ngày tháng cuối đời đó, mẹ của Mai Thiên Dân có bao giờ mà nói hay tâm sự với Mai Thiên Dân một cái điều gì mà có thể là bà hối hận hay là bà tiếc nuối cái thời gian bà đi làm quá xa và không gần gũi con cái không? Thì mẹ em không có nói nhiều. Không nói nhiều, nhưng mà có những cái hành động thôi. Hành động tức là lúc mẹ đang bệnh thì em cũng còn là sinh viên ở trên trường á. Thì mỗi lần mà về thăm mẹ là mẹ hay chở những cái ổi nè, mít nè, những cái trái cây mà ở trên vùng Đồng Nai đó chị. Là lấy xe đạp đẩy đi, mặc dù đang bệnh nhưng mà vẫn kéo xe đạp đẩy đi, rồi đem ổi về, đem trái mít về, rồi kêu em đem lên cho bạn ở trên ký túc xá đó, là cho mấy bạn ăn chung cho vui, rồi làm đồ ăn cho đem lên. Rồi với lại nằm cũng mẹ cũng nói là mẹ biết là tương lai là mẹ sẽ không có sống được, nhưng mà cũng có nói là mẹ cũng không đành để ra đi, tại vì các anh chị lớn là mẹ đều lo hết trơn về sanh đẻ này kia đó, là mấy chị là đã trải qua cái điều đó hết rồi, mẹ lo được mẹ phụ hết rồi.
mà Mai Thiên Dân nó còn trẻ quá, chưa lo được. Lúc đó em còn nhỏ quá thì mẹ mới nói là mẹ chỉ sợ, tại mẹ thấy hiền quá, mẹ nói là mẹ mất mà mẹ sợ em sau này lấy chồng bị chồng ăn hiếp. Hiền hiếp nhà hả? Sợ ăn hiếp. Thứ nhất, thứ hai nữa là cái chuyện mà sanh con rồi chưa có sanh rồi không biết lúc sanh ai lo. Cái sau này thì mẹ mất á, có lúc nào em cảm thấy em buồn chán hay là em có cái đôi lúc cuộc đời của mình á, có những cái lúc nào mà em cảm thấy em chán nản và em có một cái ý nghĩ nào khác không? Thì đã có những cái lúc em suy nghĩ tới cái việc mà đi tu trong nhà dòng á, bên đạo Công giáo. Là tính làm bà sơ đó. Tại vì cái hình ảnh của sơ với cha hồi nhỏ là một cái hình ảnh đối với em là một cái hình ảnh đẹp á, em thích. Với lại từ hồi nhỏ xíu là đã có cái thói quen đi nhà thờ, 4 giờ sáng cũng thức dậy mà đi nữa. Nên là tự nhiên cái đó là một cái gì đó về cái tâm hồn á, em thích. Nên là cũng rất thích để trở thành bà sơ. Từ cuộc đời của ai cũng có nhiều cái uẩn khúc và nhiều cái sóng gió và nhiều cái thăng trầm á. Thì lần đầu tiên mà Nga cũng nghe được câu chuyện của Mai Thiên Dân thì Nga biết là Mai Thiên Dân tại sao có cái giọng hát bật cất lên nó ngọt ngào, nó sâu lắng. Tại vì bên trong cái nội tâm của Mai Thiên Dân nó đã có nhiều cái nỗi buồn và nó có những cái sự cô đơn và nó có những cái suy nghĩ nó sâu lắng đó quý vị. Nên là khi mà Mai Thiên Dân cất lên cái giọng hát Nga thấy nó ngọt ngào sao. Khi mình nói giọng hát mình trở lại với sự nghiệp đi. Nga thấy là sau bao năm thì Mai Thiên Dân cũng có nhiều cái thành công vượt bậc ở tại Mỹ, nhưng mà hiện tại với cái công việc hiện tại của em á, em có cái trăn trở gì không, hay là em có một cái kế hoạch gì cho tương lai của mình không, hay là mình vẫn cứ tà giống như là bình thường mỗi ngày, một ngày như mỗi ngày đó? Thì em do chính vì quá vô tư và cũng là sống đơn giản đó chị Nga, nên là em cũng không có mong cầu cái gì hơn. Mình chỉ thấy được những cái hạnh phúc hiện tại thôi, được một cái gia đình êm ấm là em hạnh phúc, em vui. Rồi bây giờ khán giả vẫn còn yêu thương thì em đi hát. Tự nhiên em đi hát rồi em ghé chỗ này kia chơi, ghé chỗ này có kia chơi, em thích như vậy. Rồi thêm lại nữa là hiện tại em đang có cái kênh YouTube là Mai Thiên Vân Official. Thì cái trăn trở của em hoặc là những cái ước nguyện của em là tại vì em thích hát, em muốn thu những cái bài hát ngày xưa hoặc là và kể cả những bài thánh ca là để em để lại cho cuộc sống sau này. Đó là cái kho album tích trữ của mình đó. Em muốn để lại tiếng hát của em, tại vì con người mình sẽ sống tới một cái lúc nào đó thôi. Thì mình muốn để lại những cái gì còn lại, đó là cái giá trị tinh thần. Nên là em muốn làm những cái điều đó. Nên là hiện tại cái công việc của em tức là thường xuyên update những bài hát của mình lên. Những bài hát đó một là tuần cái... thường là Mai Thiên Dân update khoảng bao nhiêu bài? Không, thường một tuần một tuần một bài thôi. Một sản phẩm thôi. Một tuần một sản phẩm thôi, nhưng mà có thể thời gian bận bịu thì có thể là 2 tuần. Nhưng mà em sẽ cố gắng để, tại vì có những cái bài nhạc xưa có những bài chưa ai hát luôn. Ồ vậy hả? Nên là có những cái bạn mà sưu tầm nhạc xưa bây giờ đó, các bạn cứ gửi cái bài đó cho em. Mấy bạn bây giờ thích mấy bạn trẻ đó thích sưu tầm và biết rất là nhiều nhạc. Thì Nga cũng cầu chúc cho là cái kênh YouTube Mai Thiên Dân Official. Chị Nga nói fan chị Nga ủng hộ em đi. Là nhớ vô subscribe kênh của Mai Thiên Dân để Mai Thiên Dân có động lực để làm nhiều cái sản phẩm hay hơn nữa, nhất là về mặt nhạc thánh ca. Thì Nga thấy là Mai Thiên Dân hát về nhạc thánh ca thì rất là tuyệt vời quý vị. Chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà của chúng ta đến đây cũng kết thúc rồi. Nhưng mà kết thúc thì Mai Thiên Dân cũng nên tặng cho khán giả của Gõ Cửa Thăm Nhà một cái gì đó kỷ niệm. Ví dụ như là hát hò gì đó đi. Em là người miền Tây đúng không? Dạ. Yeah. Thì nếu người miền Tây thì nên hát một cái bài gì thương nhớ về miền Trung cũng được. Thôi thì thôi em cái bài mà ở khán giả quen thuộc nhất là bài Áo Mới Cà Mau. Mặc dù em hát, em là người Bến Tre nhưng mà hát về Cà Mau nha quý vị nha. Nói chung là miền Tây đi là chung hết ha. Về cái nước đầm dơi, nghe ai ru câu hơi, thương em đừng để duyên lỡ thời, tội nghiệp ghê nghe sắc xe con tim tôi. Nhiều đó là chị nghe nha. Tự nhiên có khi Mai Thiên Dân hát cái bài này, tự nhiên liên tưởng hình ảnh sau đây là một con sông đó quý vị. Thế nghe như Mai Thiên Dân mặc áo
bà ba xong ngồi trên cái xuồng chèo chèo chèo, nhưng mà xui quá đang ở Mỹ mặc đầm không ạ. Thôi hôm nay thì buổi trò chuyện chúng ta cũng là kết thúc tại đây đi. Cảm ơn Mai Thiên Dân rất là nhiều đã chia sẻ một cái câu chuyện rất là gần gũi và chân thật, và những cái cung bậc cảm xúc và những câu chuyện mà chúng ta chưa bao giờ nghe được. Thôi bây giờ chúng ta chào tạm biệt chương trình nha.